Thưa quý vị và các bạn, bản tin Media Tòa soạn Môi trường và Đô thị Việt Nam sẽ có cái nhìn tổng thể khách quan về lĩnh vực môi trường đô thị và các khu công nghiệp, đánh giá tổng thể, chuyên sâu cũng như tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng và pháp luật nhà nước. Mời quý vị sẽ đến với phóng sự ngay sau. Bình định, chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý đã khai thác khoáng sản rầm rộ. Mặc dù chưa hoàn thiện thủ tục thuê đất, chưa lắp đặt chạm cân camera thế nhưng mỏ đất 28 d của công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Lập nằm trên địa bàn phường Hoài Thanh Tây đã tự ý khai thác khoáng sản gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường, mất an toàn giao thông. Thời gian gần đây, nhiều hộ dân sinh sống tại thôn 4, phường Hoài Thanh Tây, thị xã Hoài Nhơn bức xúc trước tình trạng một mỏ đất đóng trên địa bàn hoạt động khai thác, vận chuyển gây ô nhiễm môi trường, mất an toàn giao thông. Có mặt tại hiện trường, phóng viên Môi Trường và Đô Thị Việt Nam ghi nhận. Đoạn đường nối từ quốc lộ 1A vào thôn 4, phường Hoài Thanh Tây, thị xã Hoài Nhân có một lượng lớn xe tải nối đuôi nhau thường xuyên ra vào. Đoạn đường hẹp dẫn vào thôn luôn trong tình trạng bụi bặm, các xe tải lưu thông với tốc độ cao, lấn chiếm hết phần đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Theo tìm hiểu được biết, mỏ đất trên được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định cấp phép cho công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Lập, có địa chỉ tại 245 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân tỉnh Bình Định khai thác phục vụ thi công san lấp mặt bằng 02 khu tái định cư phục vụ dự án tuyến đường kết nối với tuyến đường ven biển, đối tượng chấm 639 trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn do Ủy ban nhân dân thị xã Hoài Nhơn làm chủ đầu tư. Phương pháp khai thác lộ thiên bằng phương tiện cơ giới kết hợp thủ công. Thời gian khai thác 02 năm kể từ ngày mùng 8 tháng 4 năm 2022. Trong giấy phép khai thác khoáng sản do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định cấp có nêu giao công ty trách nhiệm hữu hạn tân lập trong quá trình khai thác phải thực hiện đúng đầy đủ các phương pháp quy trình kỹ thuật bảo đảm an toàn kỹ thuật an toàn công trình mỏ phải báo cáo đúng sản lượng khai thác chế biến sử dụng khoáng sản cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi hết thời hạn khai thác vào ngày 8 tháng 4 năm 2024, công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Lập đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đồng ý cho phép gia hạn để tiếp tục khai thác khoáng sản. Thế nhưng khi các thủ tục về thuê đất vẫn chưa hoàn thiện, công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Lập đã thực hiện hoạt động khai thác đất rầm rộ. Không những thế, mỏ đất của đơn vị này cũng chưa được lắp đặt chạm cân, camera giám sát để cơ quan có thẩm quyền giám sát, quản lý khối lượng khoáng sản. Điều đáng nói, hoạt động khai thác trên từ mỏ đất 28D của công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Lập đã gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường, mất an toàn giao thông khiến người dân vô cùng bức xúc. Để ghi nhận và xác minh thông tin của người dân, phóng viên đã đến mỏ đất này để tìm hiểu, theo ghi nhận thực tế. Ngay tại cổng vào mỏ, hàng chục chiếc xe ben nối đuôi nhau chạy tấp nập ra vào khu mỏ trên để lấy đất. Với tần suất cao như vậy, việc con đường nối từ mỏ đất ra tuyến đường xã luôn mù mịt khói bụi, đất đai rơi vãi, tiếng còi xe ben hú hét. Chưa dừng lại ở đó, tại phạm vi khai thác mỏ, đơn vị khai thác đã không lắp chạm cân, không lắp camera theo dõi. Không thực hiện lắp đặt hệ thống phun tưới nước giảm thiểu bụi kéo theo do quá trình vận chuyển đất gây nên. Từ ghi nhận trên, chúng tôi đã liên hệ và trao đổi với đại diện của công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Lập. Đại diện công ty Tân Lập cũng thừa nhận việc chưa lắp đặt chạm cân camera. Đơn vị cũng cho biết sẽ triển khai trong thời gian tới. Việc ra hạn cấp phép đã có, còn thủ tục thuê đất đang chỉnh và chờ ra quyết định. Lý giải việc bụi băm thì do quá trình xe chạy nhiều tưới nước tí lại khô ngay. Phóng viên đã liên hệ với ông Trần Đinh, trưởng phòng Tài nguyên Môi trường thị xã Hoài Nhơn. Qua trao đổi, ông Đinh cho biết bản thân ông mới được giao nhiệm vụ nên chưa nắm rõ chi tiết công việc, bao gồm cả hoạt động khai thác khoáng sản đang diễn ra như phóng viên thông tin. Ông Đinh cho biết thêm, theo như báo cáo, mỏ đất ở Hoài Thanh Tây đang trong quá trình hoàn tất thủ tục để khai thác. Trao đổi với phóng viên, ông Lê Văn Nam, chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hoài Thanh Tây cho hay, đơn vị khai thác mỏ đất trên đã được chấp thuận chủ trương bởi tỉnh để phục vụ cho mục đích xây dựng tuyến đường. Tuy nhiên, ông Nam thừa nhận rằng hiện tại địa phương vẫn chưa được cung cấp hồ sơ giấy tờ và cũng chưa có cuộc trao đổi nào với doanh nghiệp khai thác từ trước đến nay. Mới đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh đã có những chỉ đạo đồng bộ về tăng cường hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Trong đó, Ủy ban Nhân dân cấp huyện, thị xã sẽ chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép. Ông Nguyễn Tuấn Thanh đề nghị các huyện, thị xã, thành phố phân công cán bộ theo dõi giám sát thường xuyên theo dõi lắp đặt trạm cân, camera giám sát, được kết nối từ khu vực khai thác của các doanh nghiệp trên địa bàn để kịp thời phát hiện và có biện pháp ngăn chặn từ xa, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp khai thác không đúng quy định, khẩn trương thành lập tổ kiểm giám sát hoạt động khoang sản trên địa bàn. Ủy ban nhân dân các cấp thành lập tổ kiểm tra do đồng chí chủ tịch huyện, thị xã, thành phố làm tổ trưởng. Việc khai thác đất trái phép diễn ra trong thời gian dài tại phường Hoài Thanh Tây, nhưng cơ quan chức năng lại chưa có sự kiểm tra, xử lý kịp thời, gây bức xúc trong nhân dân đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định cần kiểm tra, xác minh và có biện những pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời tình trạng khai thác đất trái phép nêu trên. Bản tin Media Tỏa soạn Môi trường và Đô thị Việt Nam phản ánh, đánh giá tổng kết thực tiễn chuyên sâu về hoạt động này cho các cơ quan quản lý sẽ tiếp tục thông tin đến quý vị trong những số tiếp theo. Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về địa chỉ hòm thư media -môi -trường -đô -thị -a gmail com hoặc gọi số đường dây nóng 0912 345 014 0961 713 713.